Chứ thời kỳ này mà giống của Thích Minh Tuệ đã trải qua mấy chục năm, ông thành người thượng căn thượng trí rồi, mà mình là người không có căn không có trí mà phải chịu đày đọa từ vô tỷ tới giờ thì không thể nào tu như Thích Minh Tuệ được. Vì vậy mà thầy mới đem cái pháp môn hạ căn hạ trí xuống đây mà để tận độ chúng sanh. Rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Phật, Đức Thầy. Kính thưa quý vị. Hôm nay thể theo lời yêu cầu của các cháu muốn chú giải thích một số sự việc trong thi văn giáo lý của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Như vậy thì chú cũng nhân chút thời gian để mà nói lên những cái vì đó mà trong cái phạm vi chú hiểu biết, để chia sẻ cùng các huynh đệ cộng đồng mạng và với ý của các cháu đã từ Long Xuyên đến đây. Như vậy thì các cháu cứ đưa đề tài lên để chú giải quyết, chứ còn chú không thể nói giảng thuyết đạo như Mỹ Thiện được. Bởi vì chú chỉ là chuyên về cái khoa thi văn giáo lý và diễn tả kinh luật của thầy thôi. Vậy mời mẹ cháu đưa đề tài. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con kính chào chú Sáu và tất cả bà con trên cộng đồng. Thì hôm nay cũng có nhân duyên được gặp chú Sáu đây để chú Sáu chia sẻ đôi lời về Phật pháp và câu chuyện của thầy Thích Minh Tuệ. Thì nhân dịp hôm nay con xin hỏi chú Sáu là hiện nay thì thầy Thích Minh Tuệ đã vừa qua thì đã dừng bước đi hoằng hóa, thì hiện nay thì ông đã đi trở lại. Thì con thấy thì ông không có đi xa, ông chỉ đi như một cái đoạn đường nào đó rồi ông trở về cái như một cái am, một cái cốc để ông ẩn tu. Chú Sáu, thì chú Sáu nhận định là ông có tiếp tục đi dọc đường hay là ông chỉ ở đó để ông tu theo cái khổ hạnh của ông? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay các cháu ý kiến cho chú để nhận định về sự tu hành và tiến triển của thầy Thích Minh Tuệ mà cả thế giới cũng như trong Việt Nam đều ngưỡng mộ. Như vậy chú cũng xin nói một số ít về cái phần hiểu biết của chú về thầy Thích Minh Tuệ để cho các cháu có những cái nhận định. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, thầy Thích Minh Tuệ xuất hiện trên cộng đồng mạng ngày nay đã rất là nhiều sư nhiều vị trong đạo để mà nhận định về thầy Thích Minh Tuệ, mà hôm nay các cháu muốn hỏi về phần nhận định của chú như thế nào về thầy Thích Minh Tuệ. Xin thưa quý vị cũng như các cháu, thầy Thích Minh Tuệ là một vinh danh, có thể là chúng ta lấy theo cái hạnh của thầy Thích Minh Tuệ để chúng ta chiêm ngưỡng thôi, chứ còn chúng ta không thể tu theo cái hạnh thầy Thích Minh Tuệ được. Như vậy thì thầy Thích Minh Tuệ từ xưa nay mới có xuất hiện ra một vị sư mà tu theo cái hạnh Đầu Đà rất là cao sâu. Và cái hạnh của vị này trước đây thì thầy tu thế nào mình biết, nhưng mà thấy trên cái thực tế trên thế giới cũng như cộng đồng mạng đều hoan nghênh thì chú không thể nào không hoan nghênh. Như vậy thì đối với cái thời kỳ Hạ Quân Mạt Pháp ngày nay, chúng ta nên lấy đó để chiêm ngưỡng mà tiến triển thôi. Theo chú nhận định thì thầy Thích Minh Tuệ không phải đơn giản mà trong một kiếp tu học mà được vậy đâu. Bởi vì cái thời hạnh của Đức Thích Ca mà tu theo hành Đầu Đề mà được cái trí tuệ cao sâu mà vượt qua khỏi những cái chướng ngại trong cuộc sống, như vậy thì vị Thích Minh Tuệ ít nhất cũng phải là trải qua từ 20 kiếp chứ không không phải ít. Nhưng về ngày nay là thời kỳ cùng cuối của buổi hạ quân này,
mà Phật Thầy Tăng đã xuất thế để giáo độ chúng sanh theo căn cơ trình độ của người dân ngày nay. Bởi vì chúng ta cái thời buổi hạ nguyên cùng cuối này, con người tham sân si, nhân ngã, ai ai cũng đều vướng mắc trong này, rất là khó vượt qua được. Như Thầy Thích Minh Tuệ thì chúng ta nên lấy Thầy Thích Minh Tuệ để chúng ta chiêm ngưỡng. Và chúng ta muốn đi sâu vào đạo pháp thì nên, ai là một tín đồ của Phật giáo hảo thì hãy tu theo lời Thầy đã dạy đi. Đây là một bước đường mà Thầy đã, Đức Quỳnh Giáo Chủ đã nhìn biết cái cơ duyên của chúng sanh ngày nay phải tu thế nào mới đắc đạo. Như vậy thì nếu lấy theo Phật Thầy Tế An Ngài cho biết đó, thì phong thổ đâu giống ai hay dung trồng mới có thể đơm bông kết trái. Kính thưa quý vị, cái phong thổ đây là nói về đất đai và thời tiết, và đây là đất đai và thời tiết ngày nay là thời kỳ cùng cuối buổi hạ nguyên này, mà vào cái thời kỳ Đức Thầy đã cho biết tam thiên lục bá giáng lâm trần, khốc tử lang tâm biến qua dân. Như vậy thì vào cái thời kỳ này là trời mở cửa, quỷ vương xuống thế, là con người chúng ta đây đã từ hồi vô thủy tới giờ chúng ta nằm trong cái tham sân si, mà chúng ta đã trải qua không biết bao nhiêu kiếp là thú vật, là có cây, tất cả chúng ta mà ngày nay là thời kỳ cùng cuối này chúng ta vẫn còn ngồi ở đây. Như vậy thì thời kỳ cùng cuối này Đức Thầy vân lĩnh Đức Thích Ca Mâu Ni, vân lĩnh Phật A Di Đà, vân lĩnh trời, và thời kỳ là thời kỳ xả tội, mà thời kỳ cùng cuối đây là thời kỳ tận diệt, mà Đức Thầy đem các pháp môn tận độ chúng sanh. Vậy thì chúng ta ngày nay cứ tu theo giáo pháp của Thầy. Thầy dạy rất là kỹ, nhưng mà có những điều chúng ta không hiểu rồi chúng ta đi sai lệch, hay là chúng ta không hiểu được cơ màu của Phật như thế nào, rồi chúng ta nói tu theo bổ sơn thì hơn, không giải thoát. Đây là cũng nhiều người nhận định vậy. Nhưng mà kính thưa quý vị, đây là cái thời gian đầu của Thầy giáo hóa người hạ căn hạ trí vào để Ngài tận độ người hạ căn hạ trí. Nhưng mà theo cái giáo pháp của bổ sơn kỳ hương đó thì con người tu phải ráng làm tròn nhân đạo và giữ vẹn tư ân, thầy sẽ được thai hồn đổi xác. Đây là thời kỳ cứu cánh mà Phật đã xuống đây đem chúng sanh ra độ, mà chúng ta ngày nay tu theo giáo pháp của Thầy là chúng ta đã chọn đúng cái giống để mà ta gieo. Còn bây giờ chúng ta là cái người hạ căn hạ trí, cũng như sống một cái vùng đất phèn mà đem lúa thơm ra gieo thì chắc là không có lên. Bởi vậy Phật Thầy Tăng mới cho mình biết là phong thổ đâu giống ai dùng trồng là vậy. Như vậy thì ngày nay chúng ta ráng tu cho tròn nhân đạo và giữ vẹn tứ ân. Mà theo trong đây tôi chỉ xin nói thoáng qua Sư Minh Tuệ cho các cháu nắm một phần nào vậy thôi, chứ chú cũng không biết về vấn đề bên các nhà sư tu như thế nào. Nhưng mà thấy các nhà sư bây giờ thì cũng bể lắm nhờ, nhiều lắm rồi. Nhưng mà trước mắt là thấy sư thích thích gì mà bị công an nó thu hồi tiền vàng nè, trí nhớ chú dở quá. Thì thôi bây giờ ai là người hòa hảo, hãy nghe bốn câu thi mà chính Đức Thầy cho ông Hương Thân Ướng, tức là ông Nguyễn Thanh Tân. Mà quý vị cứ tu đúng theo bốn câu thi này thì quý vị sẽ đạt đạo. Nhưng quý vị phải ráng, đây tôi xin diễn tả về bên cái phía Phật giáo hòa hảo. Còn về bên cái vấn đề Sư Thích Minh Tuệ thôi chúng ta chiêm ngưỡng đi, chiêm ngưỡng đi. Chứ thời kỳ này mà giống của Thích Minh Tuệ đã trải qua mấy chục năm, ông thành người thượng căn thượng trí rồi, mà mình là người
không có căn không có trí mà phải chịu đài đọa từ vô tỷ tới giờ thì không thể nào tu như Thích Minh Tuệ được. Vì vậy mà thầy mới đem cái pháp môn hạ căn hạ trí xuống đây mà để tận độ chúng sanh. Mà Đức Thầy đã cho biết cái pháp của thầy đó tận độ là dù tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp tây phương hồi hướng, thoát mê đồ, dứt cuộc luân hồi. Như vậy thì cái pháp môn tận độ của Đức Thầy là như vậy đó. Mà thời của Đức Thích Ca thì không có những cái pháp môn này. Mà thời Đức Thích Ca là cái đạo của Ngài là đạo trí tuệ. Cái người phải tu có trí tuệ mới đắc đạo. Mà cái người muốn có trí tuệ như Thầy Thích Minh Tuệ thì phải theo tôi nhận định, sợ chưa đúng nữa, có thể trải qua 20 kiếp là có hơn nữa mới được cái trí tuệ cao sâu như vậy. Còn bây giờ giáo pháp của Thầy, để tôi trở lại là 4 câu thi mà Thầy cho ông Nguyễn Thanh Tân. Vạn lý trường thành khí khẩu chương, thanh phong tiết hạnh dĩ luân thường, vị nhân tái thế từ bi thuyết, đào tỷ long xà thoát quả ương. Đây là 4 câu thi bằng Hán văn mà tôi xin viễn tả về văn tự này cho rõ nét cho quý vị nắm đây mà tu học. Vạn lý trường thành khí khẩu chương có nghĩa là Đức Thầy nói lên cái vạn lý trường thành của đời Tần Thủy Hoàng là một cái tường thành vững chắc từ đời Tần Thủy Hoàng cho đến ngày nay, mà còn sách sử còn ghi biên cái vạn lý trường thành đó. Ngài nói lên khí khẩu chương, chữ khí đây là sức mạnh. Sức mạnh, chữ khẩu là lời nói, chữ chương tức là trong 4 câu thi của thầy dạy mình lấy đây làm cái chương trình hành đạo sẽ đạt đạo. Thanh phong tiết hạnh dĩ luân thường, chữ thanh đây là trong sáng, rất là trong sáng. Mà muốn trong sáng là phải chữ phong, có chữ phong, phong đây là phong cách. Phong cách dĩ luân thường có nghĩa là chữ dĩ là lấy cái đạo luân thường để tu học mới có được cái phong cách gìn giữ, như vậy mới có chữ phong cách, mới được trong sáng là thanh phong. Tiết hạnh, chữ tiết hạnh đây là cái tiết tháo, cái hạnh kiểm của con người phải giữ cái đạo luân thường. Mà cái đạo luân thường đó nói cho nó nhiều thì có thể nói cả tiếng hồ chưa hết cái đạo luân thường đó. Đây chú xin giải thích ngắn ngắn thôi đó, nhưng mà ai muốn tìm hiểu thêm thì coi bên sách sử của thánh nhân và hay là nói theo giáo lý của thầy cũng có. Thanh phong tiết hạnh dĩ luân thường, cái đạo luân thường tức là luân lý tam can và ngũ thường. Chữ luân lý đây có nghĩa là cái cương kỷ mà Đức Khổng Phụ Tử đã đem ra dạy con người từ xưa tới nay. Như vậy thì tới Đức Thầy đã dạy đó thì cái người tu theo cái đạo tứ ân, tức là trước nhất là phải ân đất nước và ân tam bảo. Ân đất nước, ân tổ tiên cha mẹ rồi mà ta ân tam bảo, sau nữa là ân đồng bào và nhân loại. Kính thưa quý vị, chúng ta tu đây trước tiên là chúng ta phải nhìn thấy cái đất nước của mình thời kỳ nào bị lâm nguy, để mà chúng ta phải xả thân cứu quốc, không tiếc gì sự sống. Đó là nằm trong cái đạo luân thường, mà cái đạo quân thần. Tiết hạnh, tiết hạnh đây là cái tiết tháo và hạnh kiểm mình phải gìn giữ. Rồi Đức Thầy nói dĩ luân thường tức là lấy cái đạo luân thường, mà trong đạo luân thường Thầy giải rất là rõ
trai thì tam can, quân thần can, phụ thái can và phu thái can. Làm trai là bậc mài râu, phải làm cho xứng đáng một người mài râu, phải ân đất nước, ân tổ tiên cha mẹ. Hai cái ân này mà mình sai đi thì không thể nào làm xong cái đạo nhân. Bởi vì mình sợ chết, mình không dám xả thân ra cứu quốc. Nha. Rồi ân tổ tiên cha mẹ mà thầy đã dạy chúng ta đó. Ráng tu đắc đạo cứu cửu quyền, thoát chúng mê đồ đến cảnh tiên. Ngõ đáp ơn dài công tái tạo, cho ta hình vóc học cơ quyền. Cái hình vóc đây là gì? Cái hình vóc là chúng ta được ông bà cha mẹ sanh ra ngày nay mới có cái thân này, cái xác này. Mà sanh ra cái thân xác này là đúng vào cái thời kỳ của Phật xuống thế đem cái pháp đi dạy chúng ta, để chúng ta học cái cơ quyền của Phật để mà chúng ta tu đắc đạo. Chỉ có thời kỳ này ta gặp Phật tại thế để ta tu đắc đạo để cứu cơ quyền. Lấy cái xác thân này làm tất cả việc từ thiện, việc ác không làm. Đó là cái hình vóc này, là phải nói một cách rõ hơn là làm việc chánh mạng. Cái mạng sống này đã sanh ra vào thời kỳ có Phật pháp thì chúng ta phải làm tất cả các việc chánh mà xưa nay Đức Khổng Phụ Tử và Phật dạy. Các việc tà chúng ta bỏ nó hoàn bình, đừng có vướng mắc nó mà phải mang lụy khổ. Như vậy thì đây tôi xin nói ngắn gọn vậy thôi. Đó là người thanh niên mà thầy đã dạy, nam thì trung quân ái quốc, còn nữ nhi đó thì tiết hạnh. Nó là mình phải giữ gìn mà cái phận đàn bà con gái đó, thì thầy đã dạy đó, phận đàn bà thì phải hiền đức nghiêm trang, đừng lớn tiếng rầy rà mang lỗi. Nhưng mà nói ra cái người đàn bà mà hiền đức nghiêm trang là khi mà ông chồng của mình, ông là cái người tiết tháo, ông là cái người luôn luôn ông làm tròn cái hạnh của bậc nam như chí cả, thì người vợ mới nghe theo chứ. Ông chồng ông cứ cờ bạc, ông cá độ, ông casino hoài, biểu người vợ nghe theo cái này là không được, trái ngược. Như vậy thì cái đạo luân thường ngày nay và cái đạo con người rất là lớn, mà nếu ta làm không được thì thôi khỏi có tu, mất công lắm. Bởi vì cái đạo của thầy ra đời là cái đạo phải làm tròn nhân đạo. Nhưng mà bây giờ để nói thêm cái chỗ cái người làm được tròn nhân đạo thì sẽ được dự hội Long Hoa. Mà hãy đã được dự hội Long Hoa thì sẽ qua một cái cuộc thai hồng đổi xác, thành người thượng căn thượng trí. Mà ông Ba Thới ông nói đó, tới những việc đó, đến việc đó, đổi sông, đổi biển, đổi hồn, đổi trời, đổi đất, núi còn nổi thêm, đổi người, hồn Phật mới êm, đổi 18 nước gần bên một nhà. Kính thưa quý vị, cái thời này Đức Thầy ra đời để tận độ chúng sanh là con người phải làm hiền mới tận độ mới được. Nhưng mà có một điều, anh em cha mẹ sanh ra một cái bào thai trong một cái đường máu của cha và mẹ sanh ra, anh em ruột thôi, mà đất đai ông bà cha mẹ mình chia nhau để mình sống, mà cuối cùng chỉ cần một tấc đất thôi mà anh em phải quấn lộn cự cãi nhau. Như vậy thì cái tình huynh đệ anh em sao không có? Mà nếu tình huynh đệ anh em chúng ta không có rồi thì tình sớm chòm chúng ta cũng không có luôn. Mà nếu ta tình sớm chòm không có thì cái nghĩa cử đồng bào chúng ta không thể nào làm được, phải không? Như vậy thì cái người muốn làm tròn cái nhân đạo, cái trước nhất phải diệt đứt cái tánh tham.
con người là muốn tu học, muốn làm hiền, phải diệt đứt cái tâm tham và phải xét kỹ trong cái định luật nhân quả và luôn luôn niệm Phật để tạo nên cái trí tuệ để mà gìn giữ. Đó là cái người làm được như vậy thì cái người này là được cái thành Phật, được Phật trời cứu giúp trong thời kỳ tận độ. Còn nếu mà nói anh em tôi ăn chay trường 30 năm, 40 năm, cái việc ăn chay không quan trọng. Cái việc ăn chay chỉ mình tránh cái việc sát nhân thôi, sát sanh thôi. Nhưng mà có một điều mình không có làm được cái tình thương. Mình còn cái tánh tham thì không thể nào mình phải là cái người hiền. À, thôi bây giờ, cái sư Minh Tuệ thì chúng ta nên chiêm ngưỡng. Còn cái việc của thầy dạy chúng ta nên chọn giống để gieo. Mà Phật thầy tan đó. Phong thổ đâu giống ấy hay vùng trồng mới có thể đâm bông cái trái là vậy. Bây giờ chúng ta phải tu với cái chữ hiền, cái chữ tham phải chấm dứt, không còn cái lòng tham, và đem cái tình thương đồng bào nhân loại ra để mà sống với mọi người, hòa đồng với xã hội, đó mới trọn vẹn tới cái chỗ hòa hảo. Như vậy thì cái câu hỏi của cháu là biểu chú nhận định về sư Thích Minh Tuệ mà nay giờ chú nói thoáng qua như vậy. Thì thôi bây giờ chú nhắc trở lại về sư Thích Minh Tuệ, chúng ta nên chiêm ngưỡng thôi, tán thán thôi. Chứ còn chúng ta bây giờ mình đã trải vào vô thể kia, còn ngồi đây thì chúng ta tham sân si để nhóc nhân ngã, không biết bao nhiêu kiếp mình làm thú rồi nó. Rồi bây giờ tu theo Thích Minh Tuệ sao được, không nổi đâu. Sư Minh Tuệ mấy chục kiếp rồi đó chứ không phải một kiếp. Thôi chú xin nhận định về Sức Minh Tuệ là vậy à. Thôi chúng ta nay gặp Phật gặp thầy, ông xuống đây tận độ và ông có cho biết là phong thổ đâu giống ấy gieo trồng mới có thể đơm bông kết trái. Mình muốn đơm bông kết trái mình phải trồng cái giống nào cho phù hợp với thời kỳ này, và chúng ta phải ráng làm nó mới đạt chứ. Nói cho tu đạo nhân mà còn tham tôi không được rồi, còn tham là rớt rồi. Đây là cái lời Phật dạy thì tôi, chú nói là nói thẳng. Thẳng mực tàu thì đau lòng gỗ, mà ai còn vướng mắc trong chỗ này thì ráng sửa. Thôi bây giờ chú xin thoáng qua về thầy Sức Minh Tuệ và chú nói về pháp của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Vậy là quý vị muốn tu, bởi vì thời kỳ của Đức Quỳnh Giáo Chủ, Ngài chính là Phật thầy đang trở lại kỳ chót. Như vậy thì các cháu cứ tu theo giáo pháp của thầy đi, làm tròn nhân đạo. Vợ chồng phải thương yêu lẫn nhau, anh em phải đùm bọc lẫn nhau, rồi tình sớm sớm mình phải xả thân để giúp ít một khi mà người ta cần. Vậy mình mới có đi đến cái tình đồng bào. Các cháu nên ráng hành trì theo lời thầy tổ đã dạy. Như vậy mình phải trao sửa hoàn toàn đi, chứ còn không đó. Bởi vì mình chưa giờ hồi vô thủy, giờ còn ngồi đây là mình đã trải qua bao nhiêu kiếp làm thú. Và kỳ này mình rất có duyên, mình mới trở lại làm người trong thời kỳ có Phật có Pháp. Vậy thì mình phải ráng tu, còn ai không ráng thì đành chịu đi, chứ còn thời kỳ này mà không có vào được hội Long Hoa, không có về được đời Thượng Quân Thánh Đức thì không biết bao lâu mà mới trở lại đi. Thời kỳ này thầy có biết là 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con đó. Ai mà không về được hội Long Hoa phải chịu 10.000 năm. Mà thầy nói 10.000 năm lẻ không có chẳng cho nó vô, nó không biết cái chẳng là bao nhiêu nữa. Chú cũng chúc các cháu ráng tu tròn nhân đạo. Nhưng mà thôi chú nói thêm về cái đạo vợ chồng. Đạo vợ chồng, các cháu nên thấy cái chỗ này. Từ ngày mà các cháu không tu, không có biết đạo lý, thì gia đình vợ chồng thường hay cãi cọ rối ren. Rồi khi mà đã các cháu đã hiểu đạo ăn chay, quyết tu hiền theo cái đạo của Đức Thầy dạy mình là tròn nhân đạo, thì gia đình rất là đầm ấm rồi. Nhưng mà còn một điều nữa, mình trong đạo hòa hảo chúng ta đi cái điều này
trong cái điều này, bị vướng mắc trong cái điều này rất nhiều. Chú nói đây các con nghe để mà có những cái nhận định. Vì cái đạo tu tứ ân nó không có kỵ dâm dục, mà chúng ta cái đạo vợ chồng đó đã tranh con đã cháu và hòa thuận nhau từ lúc mà chưa biết đạo đến biết đạo rất là tốt đẹp rồi, mà lên 40-50 tuổi chúng ta muốn về Tây Phương, trong hai mà một đòi cắt ái để đi về Tây Phương thì sai, gia đình này bị rối liền. Còn nếu cặp vợ chồng nào muốn tu cái hạnh cao hơn nữa, đồng hiểu cao hơn nữa thì méo tay nhau đi. Cái này là một điều rất là tốt, không có xấu. Còn trong hai mà đi một, còn bỏ là một, gia đình rối liền. Rối liền là mình trái đạo đó. Mà vì ông bà Thới ông nói đó, dâm dục là chuyện tục phàm. Nghĩ đi nghĩ lại cũng có ngôi Phật trời. Hay là ông nói đó, dục dâm là tiếng thị phi, hữu tà mà hữu chánh, đừng khi mà làm. Bên tà nó cũng hữu là cũng thuận, bên chánh nó cũng thuận, nó bị thời kỳ tu tứ ân. Chứ không phải mà bị dục dâm mà không về Tây Phương được đâu, nó không phải vậy. Mà đa số người là coi kinh rồi nghĩ rằng như vậy. Nhưng mà chú có coi trong Kim Cổ Kỳ Quang rất là nhiều. Mà vì vậy mà chú hạn chế vấn đề coi kinh. Bởi vì ông ba ông nói đó, nhiều kinh quá là rinh không nổi. Vì hai thế hệ tu học khác nhau. Mà giáo pháp của thầy ngài đã rút trong các luật các kinh ngài đem ra ngài dạy chúng ta rồi, thì những cái gì ngài dạy đều phù hợp. Thôi đây chú cũng nói tóm gọn về thôi. Đề nghị các cháu hỏi thêm.